Tình xin chào cả nhà. Tình rất vui gặp lại cả nhà trong video hôm nay của Tình. Video này thì Tình xin phép làm về một chuyến hành trình đi làm từ thiện của mình nha cả nhà. Thì cái video này thì Tình sẽ đi trao cái số tiền Tình bán được cái xe đó cho chú và Tình đi nhận tiền của một anh bên Mỹ đó anh cả nhà mình ha. Anh Văn Nguyễn ở bên Mỹ đó đã chuyển về cho Tình. Số tiền là 300 đô đó, thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài ngân hàng mình nhận tiền xong và mình sẽ mang tới trao tận tay cho chú. Thì bây giờ Tình sẽ cùng mọi người đi ra ngân hàng rút tiền và mình sẽ quay cái video đường vào nhà chú nha, để mình trao tận tay chú số tiền. Và nhân đây thì mình cũng rất là cảm ơn anh Văn Nguyễn đã hỗ trợ cho Tình cũng như hỗ trợ cho chú giúp những cái hoàn cảnh khó khăn. Rồi xin mời mọi người đi theo chân Tình nha. Rồi xin chào. Bây giờ chắc mình ghé cái ngân hàng ACB này đi. Thẳng lên. Đây, 300 đô em đã nhận rồi nha. Đây là đây là cái hẻm vô nhà chú đó nha cả nhà. Đường rất là xấu. Rồi phải vô cái hẻm nhỏ kia nữa. Đây đây. Nhà chú đây. Nhà chút xíu à. Rồi vô. Đây là nhà chú. Hai chó canh cửa. Và bây giờ để mình vô nhà chú nha. Thì bây giờ có bạn con có chỉ cách là uống nước dừa pha với mật ong. Rồi với lại thêm nấm lá mơ nè. Thì trước mắt để coi bây giờ ví dụ như người ta chỉ là hái cái lá sung mà nó có hộp á, với dạt cái thân cây của hôm nó. Qua chú bán cái xe là chú mua được cái giường đây rồi hả? Dạ, mua cái giường cái mua thuốc bán cái xe lấy tiền mua giường với thuốc. Mua kháng sinh là 50 mấy ngàn. Thôi con cũng không có nhiều, tại cái này thì nói chung con còn sức khỏe, con còn làm được thì thôi hôm nay con nhiều lắm tình ơi, tâm chú cháu mình biết làm nhiều. Dạ. Con cũng đã từng trong qua có tặng. Dạ. Nói chung chú cũng biết từ cái lúc con khổ con đi lên mà. Dạ. Thì thôi bây giờ con đỡ hơn chú thì con gửi cho chú 3 triệu, chú lấy tiền chú mua thuốc chú ấy, rồi có gì sau này ví dụ như có khó khăn nữa thì báo con, có gì con phụ giúp cô chú thêm nha. Đây chú cầm đây chú. Ê ê. Chào. Đang nấu cơm ăn hả chú? Dạ. Đang nấu cơm hả cô? Dạ. À, nấu súp cho chú ăn hả? Dạ. Con đi ra ngoài ngân hàng đi lãnh tiền cho chú. Hôm qua cái video con đưa lên á thì có anh bạn con bên bên Mỹ. Đó, có anh bạn con. Dạ dạ. Để chú. Có anh bạn con bên Mỹ nghe cái hoàn cảnh của chú á. Thì anh gửi về cho con là 300 đô. Đó, để con hỗ trợ cho chú. Rồi để đó đi chú. Dạ. Để con làm cái video con gửi qua cho ảnh. Hỏi cho chú với để chú để đi chú. Mọi người trong gia đình mình nhiều với lại cầu chúc cho mọi người luôn khỏe mạnh vui vẻ, mà ở bề trên này có cái cơ hội giúp những người khó khăn. Dạ. Chứ giờ chú cũng biết bao nhiêu
Dạ, nói chung cũng hướng đông lắm về cái tình cảm quá nhiều. Dạ. Thì nói chung là anh hôm qua con có kể qua cái hoàn cảnh của chú bệnh hiểm nghèo vậy đó, thì ảnh cũng ảnh là anh Văn Nguyễn ở bên Mỹ á, thì ảnh có gửi cho con là 300 đô đó, nhờ con dạ, chú ăn đi chú, nhờ con là rút ra đưa cho chú, thì đây là 300 đô con tính đổi qua tiền Việt con đưa chú, nhưng mà thôi con cứ đưa vậy đi, rồi cô lúc nào cô rảnh cô ra tiệm vàng á cô đổi ra tiền Việt, chắc nó khoảng tầm nằm khoảng tầm 7 triệu, hơn 7 triệu vậy đó, hơn 7 triệu 2 đô này 2 3 2 4 vậy đó, thì nó nằm đâu khoảng tầm 7 hơn 7 triệu đó. Đây con gửi cô 300 đô nha. Dạ, đây là cái hóa đơn. Dạ. Dạ, thì đây là Văn Nguyễn, anh Văn Nguyễn. Cảm ơn anh Văn Nguyễn. Dạ. Thì nói chung là con thì con cũng có kể cái hoàn cảnh về cho của chú vậy đó. Nói chung hoàn cảnh khó khăn, neo đơn có hai vợ chồng rồi con cái giờ cũng đi xa, có cũng đi xa hết rồi thì thôi. Giúp đỡ được phần nào thì con giúp. Mua thuốc điều trị thêm. Dạ. Chẳng nói chung cũng mệt lắm, làm chủ đạo bây giờ là cũng dữ lắm rồi. Dạ. Không phải ai cũng được vậy đâu. Đã nấu súp xay ra vậy á. Nấu xay ra. Cái anh vậy không? Cái đó là nấu chút vậy mấy cái nước mà hấp thôi chứ. Nấu xay ra, xay cà lót với cũng giờ rồi đó. Dạ. Với thịt đồ xay ra. Bây giờ mình hấp cho nó. Không, nhưng mà chú phải ráng ăn nha, nếu mà không ăn là cái nó mau xuống sức lắm á. Tại vì mình vậy nè. Dạ. Đây cứ cái gì sẽ nhuyễn ra cháo cũng xay ra vậy rồi uống vô, chứ bữa nó nậu sôi nó đau lắm. Ừ. Nậu sôi nó chọc cái cây vô này nó quậy vô nó tổn thương rồi. Nó cắt hình miếng nó chẳng đi kinh thiết á. À. Để nó lấy cái nó nậu sôi rồi nó mới lấy miếng trong đó của mình rồi nó chọc nó rửa cái vết thương nó cho sạch rồi. Tại nó ăn rồi nó ổng đau tạt vô đây nè. Chích thuốc tê mỗi người nè. Nè. Giờ đau lắm. Bây giờ ăn vô là bị sặc uống. Đây theo mình tìm hiểu thì được biết gia đình chú là gia đình hộ nghèo nha cả nhà. Cô chú nghỉ ngơi nha. Tụi con về dưới rồi có gì chú ăn uống nghỉ ngơi sức khỏe nha. Rồi chào cô. Rồi cô cắt đi, rồi có gì bữa nào cần thì mang ra đổi lấy tiền lo thuốc cho chú nha. Rồi thôi tụi con xin phép. Dạ, con về nha chú.